phiền trôi qua. Giật mình nhìn lại thấy anh đã xa. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người. Rồi bỗng một ngày như trở về tuổi 20, là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười. Em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi. Lại sợ em sẽ từ chối nên anh mới viết ra tâm tư lòng này. Là anh đã đi hay một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình trôi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay là người khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Hãy subscribe.